Hello, xin chào tất cả mọi người. Không gian phòng thờ được coi là nơi quan trọng nhất trong một ngôi nhà. Đây là nơi để con cháu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Và video ngày hôm nay, Sơn Đông sẽ bàn giao một chiếc sập thờ chạm tứ linh gỗ gõ đỏ chân 24 cho gia đình anh Huyền, chị Ngoan ở Trà Vinh. Mời mọi người cùng Sơn Đông bàn giao sản phẩm cho khách hàng nhé. Bộ sập thờ này được hoàn thiện với chất liệu gỗ gõ đỏ, đục chạm hình ảnh tứ linh, bộ long lân quy phụng, mang lại sự phong thủy cũng như là uy nghi cho không gian phòng thờ. Đây là hình ảnh những người thợ bên Sơn Đông đang lắp ráp chiếc sập khi tới nhà khách hàng. Để thuận tiện trong quá trình vận chuyển, mẫu sập thờ này được thiết kế theo dạng lắp ráp, được kết nối với nhau bằng những phần mộng chốt rất là chắc chắn. Dòng gỗ gõ đỏ được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực nội thất, đặc biệt là không gian phòng thờ bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Sản phẩm sẽ được Sơn Đông bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn. Sản phẩm được hoàn thiện với chất lượng đạt yêu cầu, bề mặt nước sơn sử dụng sơn inchem bền màu. Cảm ơn gia đình anh Huyền, chị Ngoan đã tin tưởng lựa chọn nội thất Sơn Đông. Chúc gia đình anh chị có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Mọi người quan tâm về những món nội thất gỗ cao cấp cần được hỗ trợ tư vấn thêm, hãy để lại bình luận phía bên dưới video này hoặc liên hệ số hotline trên màn hình nhé.